Manchester United của Jose Mourinho trong quá khứ đã vỡ vụn hoàn toàn với những kết quả đầy tệ hại ở mùa giải cuối cùng. Đó là ngày 29 tháng 9 năm 2018 và những thiếu sót của họ đã được phô bày rõ ràng trên sân vận động Olympic của West Ham. Thất bại 1-3 đánh dấu chuỗi trận thứ 3 Man United của Mourinho không thể giành được chiến thắng, nơi như một chiếc đinh đóng vào ghế nóng tại Old Trafford của người đặc biệt. Và không ai rời khỏi phía đông thành London ngày hôm đó nghĩ rằng Jose Mourinho sẽ tại vị thêm lâu ở Manchester United. 2 tháng rưỡi tiếp theo, Mourinho phải chiến đấu đầy chật vật, tranh cãi nổ ra, những mối mâu thuẫn dần bước ra đến cực hạn, không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của chiến lược gia Bồ Đào Nha. Và khi giọt nước tràn ly, đó không chỉ là ngày những thành tựu của ông làm được ở Old Trafford bị thiêu rụi theo nghĩa bóng. Người hâm mộ từng nghĩ rằng sẽ là một điều vô cùng khó khăn để thấy một câu lạc bộ hàng đầu ở Premier League gọi điện cho ông ấy để ngồi vào một chiếc ghế nóng nào đó. Vào thời điểm đó, quan điểm mang vị chiến lược gia 56 tuổi trở lại London Stadium vào mỗi thứ bảy dưới tư cách là người quản lý của đội bóng dưới thời Tottenham Hotspur của chủ tịch Daniel Levy sẽ trông thật khôi hài, và không chỉ bởi vì lúc đó Mauricio Pochettino đã làm quá tốt công việc của ông tại câu lạc bộ. Cặp đôi Mourinho và Daniel Levy có lẽ là một điều kỳ quặc nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng. Trong khi Mourinho dùng mọi sự chú ý vào thị trường chuyển nhượng với một số tiền khổng lồ và liên tục đưa ra yêu cầu mang về những con người phù hợp với hệ thống của ông, người đặc biệt không tin tưởng vào các cầu thủ trẻ từ học viện. Ông muốn sửa chữa những thiếu sót trong đội hình ngay lập tức với những cầu thủ có đẳng cấp hàng đầu. Đó là cách Jose Mourinho xây dựng một đội bóng để nhanh chóng hướng đến thành công. Hay chí ít, đó là một quan điểm rập khuôn của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ngược lại, Daniel Levy chú trọng trong việc giữ tình hình tài chính của Spurs một cách đầy cẩn trọng. Vị chủ tịch câu lạc bộ nổi tiếng chắc chiêu từng đồng từng cắc với chính sách thắt lưng buộc bụng trong những thỏa thuận mua bán cùng với những câu chuyện đi kèm. Điển hình nổi bật là câu chuyện về bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng của ông với Luka Modric từ Dinamo Zagreb vào năm 2008. Giám đốc của câu lạc bộ Dinamo Zagreb, ông Zdravko Mamić đã hỏi liệu ông ta có thể có 5% phí lót tay trong thương vụ Modric hay không, thứ mà Levy sẵn sàng dàn xếp ổn thỏa. Và khi hóa đơn chuyển nhượng được gửi lại, chủ tịch Levy đã khấu trừ giá trị của bản hợp đồng Luka Modric. Vị chủ tịch Tottenham Hotspur chưa bao giờ cho phép Pochettino chi quá nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng trong nhiệm kỳ của huấn luyện viên người Argentina, như cái cách ông ấy nói về tình hình tài chính còn lại sau khi xây dựng sân vận động mới. Vậy làm thế nào Jose Mourinho có thể đối phó với phong cách của vị chủ tịch mới? Chiến lược gia Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ đưa ra những đòi hỏi khó khăn, và việc cả hai đụng độ sẽ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận một sự thật: Jose Mourinho từng được chọn làm người thay thế vị trí của Mauricio Pochettino chỉ sau 12 tiếng đồng hồ, hoặc thậm chí cũng bắt đầu vào ngay tối thứ ba sau khi việc sa thải được công bố. Nhưng hãy đi sâu hơn một chút để thấy lý do vì sao Daniel Levy lại tiếp cận với Jose Mourinho, tại sao vị chủ tịch Tottenham Hotspur lại có thể nhìn thấy được sự tương đồng trong cách làm việc giữa mình và chiến lược gia Bồ Đào Nha. Xét về nhiều mặt, hai con người này giống nhau một cách lạ thường. Đó gần như là sự nhẫn tâm, chủ nghĩa thực dụng và sự ám ảnh cực độ với công việc của chính mình. Không thể phủ nhận mối quan hệ gần gũi giữa chủ tịch Levy với Pochettino, nhất là khi nhìn lại hành trình Tottenham Hotspur vừa làm được ở đấu trường Champions League mùa giải vừa qua. Daniel Levy không hề muốn sa thải Pochettino, và ông ta đã khẳng định như vậy trong tuyên bố của mình. Nhưng vị chủ tịch của Spurs đã làm điều đó, bởi vì ông ấy nhận ra rằng ở một đấu trường như Premier League, nếu cứ tiếp tục với sự trôi sụt phong độ như vậy, rất có thể họ sẽ kết thúc với một vị trí ngoài top 4 mà chưa kịp đưa ra hành động. Quyết định không thể chờ được thêm lâu, Daniel Levy không thể mạo hiểm với thời gian cho đến mùa hè năm sau. Sân vận động mới tốn kém được xây dựng hướng tới vị thế của câu lạc bộ đến một tầm cao hơn, và sân chơi Champions League là nơi có thể hiện thực hóa điều đó. Vì vậy, Daniel Levy quyết định đặt cảm xúc cá nhân của mình sang một bên. Chúng tôi rất tiếc khi phải đưa ra sự thay đổi này, và đây không phải là một quyết định mà ban lãnh đạo đưa ra trong tình cảnh vội vàng. Cái kết quả đáng thất vọng ở giải Ngoại hạng Anh cuối mùa trước và đầu mùa giải này chính là nguyên nhân khi chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định sa thải. Thành tích trên không đáp ứng yêu cầu mà ban lãnh đạo đề ra. Mauricio Pochettino và các cộng sự sẽ luôn là một phần quan trọng trong lịch sử câu lạc bộ này. Cá nhân tôi luôn dành cho ông ấy một sự tôn trọng lớn lao khi đã giúp câu lạc bộ vượt qua tình cảnh khó khăn trong thời điểm sân vận động Tottenham Hotspur được xây dựng. Ông ấy và các cộng sự sẽ luôn được chào đón ở đây. Vậy còn Jose Mourinho, một người từng giữ mối quan hệ rất tốt với Pochettino thì sao? Rõ ràng, người đặc biệt đã bắt đầu đàm phán với Daniel Levy trước khi Pochettino bị sa thải. Jose Mourinho đã để mắt đến công việc tại sân vận động Tottenham Hotspur trong một khoảng thời gian. Nhưng với ông ấy, đây chỉ đơn thuần là sự khắc nghiệt của nghề nghiệp. Điều này cũng tương tự với khoảng thời gian Jose Mourinho nhậm chức tại Old Trafford ngay sau khi Louis van Gaal bị sa thải ở Man United vào năm 2016. Với Mourinho, Louis van Gaal như một người thầy, một người đàn ông mà ông ấy đã làm việc dưới tư cách là một trợ lý từ Barcelona và được người đặc biệt mô tả còn hơn cả mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp.
Daniel Levy, nổi tiếng với việc ông ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán. Ông ta là một con người cực kỳ khó hiểu và đôi khi người ta chỉ biết mục tiêu mà Levy hướng tới là thúc đẩy câu lạc bộ hơn nữa bằng cách kiếm tiền và gia tăng giá trị thương mại cho Spurs, biến họ trở thành một ông lớn thực sự không chỉ ở Premier League mà còn cả châu Âu. Chủ nghĩa thực dụng của chủ tịch Levy đã ăn sâu vào ông. Nếu ông ấy không thực hiện được một thỏa thuận, bỏ qua nó và tiếp tục hướng đến mục tiêu khả dĩ hơn là đích đến, Daniel Levy sẽ chẳng đời nào cố gắng tìm ra những cách khác nhau chỉ để giải quyết một vấn đề duy nhất. Trong khi đó, đối với Jose Mourinho, tính thực dụng trên sân là điều đã làm nên tên tuổi của vị chiến lược gia này. Ông chẳng thèm đoái hoài đến việc giành chiến thắng và làm hài lòng tất cả fan hâm mộ. Thứ duy nhất Mourinho hướng đến chỉ đơn thuần là chiến thắng, và điều đó không quan trọng với người đặc biệt nó xảy ra như thế nào. Nếu chiến thắng có tỷ số 1-0 và cực kỳ xấu xí, nó vẫn là chiến thắng, vẫn là 3 điểm. Nếu như xuyên suốt chiến dịch mùa giải, ông phải đổ Spurs để giữ một trận hòa không đều, thì mục đích cuối cùng vẫn là cách để làm Jose Mourinho cảm thấy hài lòng. Không nghi ngờ khi chủ tịch Levy sẽ thích một vị huấn luyện viên như vậy, một người luôn dính vào những rắc rối và những vấn đề liên quan tới truyền thông, hay ít nhất là vì Levy muốn đội bóng của ông mang về những chiến thắng. Một sự thật chua xót, trong gần 19 năm tại vị của Daniel Levy, danh hiệu quý giá nhất mà câu lạc bộ của ông có thể giành được chỉ là một chiếc cúp liên đoàn. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên dưới cương vị là thuyền trưởng mới của Tottenham Hotspur, Jose Mourinho đã cho thấy ông sẵn sàng trở lại với đấu trường đầy khắc nghiệt của nước Anh và cũng hứa hẹn cho một điều ông chưa từng làm trước đây: đặt niềm tin vào các tài năng trẻ. Tôi không thể vui hơn được nữa với điều này và mong chờ những thử thách đang đến. Tôi có thể hứa gì vào lúc này à? Đam mê, nguồn đam mê thực sự là đam mê trong công việc và cũng là đam mê của câu lạc bộ. Đó là cách mà tôi đã làm trong sự nghiệp của mình, và rõ ràng là tôi muốn trải nghiệm thêm một lần nữa tại giải đấu này, làm tất cả mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho những người hâm mộ. Tôi luôn nói về tiềm năng của câu lạc bộ này, luôn nói về khả năng của những cầu thủ và luôn nói về những điều tuyệt vời mà Tottenham đã làm để giữ chân những cầu thủ giỏi trong đội hình của họ, những người là mục tiêu hướng đến của các ông lớn khác tại châu Âu. Tôi thật sự rất thích đội hình này. Dĩ nhiên tôi sẽ không nói ấn tượng với những cá nhân nào đâu. Tôi sẽ giữ lại điều này vì nó hoàn toàn đi ngược lại với quan niệm của tôi về một đội bóng phải có, đó là tinh thần tập thể. Nhưng tôi rất thích năng lực của đội ngũ mà mình có trong tay. Không có một huấn luyện viên bóng đá nào trên thế giới không thích dùng cầu thủ trẻ và giúp họ phát triển cả. Tuyệt nhiên không. Vấn đề nằm ở chỗ đôi khi bạn vào một câu lạc bộ và công việc đằng sau bạn không đủ tốt để tạo ra những cầu thủ như vậy. Nhưng khi bạn có được những cầu thủ trẻ có tố chất, các huấn luyện viên luôn sẵn lòng làm mọi thứ để phát triển họ. Vì vậy, tôi nhìn vào lịch sử của câu lạc bộ và thấy rằng học viện luôn mang đến các cầu thủ trẻ mà đội một cần. Tất nhiên chúng tôi rất mong chờ được làm việc cùng với những cái tên đó. Daniel Levy có 3 tiêu chí chính trong hồ sơ khi ông bắt đầu một cuộc tuyển chọn huấn luyện viên mới. Thứ nhất là vốn tiếng Anh trôi chảy, điều mà Mourinho đã làm rất tốt với kinh nghiệm làm việc lâu năm ở nước Anh. Kế tiếp là khả năng quản lý phòng thay đồ, đặc biệt là với những ngôi sao của đội bóng như Harry Kane chẳng hạn. Và cuối cùng, người đó phải cần đội bóng nhiều như cái cách đội bóng cần ông ta. Chất lượng huấn luyện, triết lý chơi bóng và tầm nhìn của Jose Mourinho là thứ đã được khẳng định và không cần phải bàn cãi quá nhiều. Và lẽ dĩ nhiên, Mourinho sẽ tìm thấy một nhóm cầu thủ háo hức với tâm lý hướng đến những danh hiệu có được sau quá nhiều năm họ phải chờ đợi. Và chính tại đây, Daniel Levy cũng đã chấp nhận rủi ro được ông tính toán từ trước. Những cầu thủ quan trọng của Tottenham Hotspur sắp hết hạn hợp đồng và không có dấu hiệu muốn gia hạn với đội bóng. Liệu Jose Mourinho có thể thay đổi điều đó? Daniel Levy đã phải bỏ ra 12,5 triệu bảng để đền bù cho khoản hợp đồng khi quyết định sa thải Pochettino. Nhưng con số đó có thể nhanh chóng được thu hồi lại rất nhiều lần nếu như chẳng hạn Christian Eriksen sẽ tái ký lại với câu lạc bộ. Jose Mourinho cần Tottenham Hotspur vì sự nghiệp huấn luyện của ông có vẻ vẫn còn đang dang dở tại nước Anh sau thất bại với Manchester United trong mùa giải cuối cùng. Ông ấy muốn chứng tỏ bản thân vẫn có thể truyền cảm hứng cho những cầu thủ giỏi đơn thuần lên một tầm cao mới. Danh hiệu là thứ được mong đợi nhất tại sân vận động Tottenham Hotspur ở kỷ nguyên mới của Jose Mourinho. Chủ tịch Daniel Levy có lẽ đã đặt quyết tâm và sự tin tưởng rất lớn vào thương vụ này. Sa thải một huấn luyện viên tài năng như Pochettino và đem về một cái tên kỳ cựu có khả năng dát vàng danh hiệu vào những nơi từng kinh qua như Mourinho là một sự khác biệt rất lớn. Sân vận động Tottenham Hotspur đã được xây dựng và vị thế của Spurs cũng cần phải vươn tầm lên nữa so với chiến tích của mùa giải trước. Một kỷ nguyên mới tại Premier League đã lại bắt đầu với người đặc biệt, hay sẽ là một canh bạc đầy rủi ro của chủ tịch Daniel Levy. Dẫu sao thì sự trở lại của Jose Mourinho tại thủ đô nước Anh với những trận derby London vẫn sẽ luôn mang lại sức hút cực kỳ to lớn. Hãy cùng chờ đợi trận đấu trở lại đầu tiên của người đặc biệt sau khoảng thời gian gần 2 năm vắng bóng tại Premier League.